Chào đón quý vị và các bạn. Và hôm nay thì tôi di chuyển sang nhà bác Hữu, vẫn ở tại xã Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh. Và hôm nay thì đến tiếp tục hỗ trợ cho bác một số những cái bệ đá ở đây. Ok. Lúc này thì đang có loa của đại hội huyện. Và đây là quang cảnh nhà bác Hữu. Lúc này thì chủ nhân đang có công việc. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cứ tiến hành. Đây là phong cảnh tại nhà bác. Xã Trung Kênh. Trung Kênh thì tiến sự cũng đã về cài đá ở đó rồi. Tiến sự là người lý nhân Hà Nam, chuyên tạo các chân bệ đá cũng như cắt chỉnh sửa cây cảnh và thay đổi dáng thế. Và đây là cây đa, chúng tôi đã chuẩn bị đưa đá vào đây. Một trong những cây đa mà bác cũng rất tâm huyết. Ngoài ra bên cạnh còn có bộ đôi long. Chúng tôi cũng chuẩn bị. Cái này là một số những cái dãy, ví dụ nó ở xa quá, nó mãi ở ngoài, chúng ta có thể bỏ đi. Dài 1m8, chiều ngang cái to nhất là 85. 85m8. Đo cái chậu kia chiều dài. Cái chậu kia, cái chỗ to, cái chỗ chiều ngang to của nó, chỉ chiều dài của nó được có 1m1 này. Vâng, xin chào đón các bạn. Tiếp tục bệ đá thứ hai nhà bác Hữu ở tại xã gì Lương Tài. Đúng là mình không thể nhớ được hết, ngày nào cũng thay đổi. Chúng tôi đang tháo đá ra để cài lại cho bác, cũng như sửa lại cho bác bông này. Đấy, các bạn thấy đầy đá nha. Đây, một số viên cũng đã được lấy ra.
Chúng tôi bắt đầu đưa xuống dưới và bây giờ thì bỏ lá đi cho nó khỏe cây các bạn nhé. Ở đây là bác Hữu, chủ nhân. Chào bác nha. Bác sáng bác còn bận công việc, bây giờ mới lên được truyền hình. Đấy, bác là một trong những người cũng rất là đam mê. Vâng, vâng. À, lúc này có phu nhân của bác Hữu cũng ra tham gia. Ê. Ừ, mẹ đỡ dưới đầu giường ấy. Đấy. Tham gia để làm cây cảnh với lại chú sự. Vâng. Được cái là chị cũng rất tâm lý, bác trai mà cần đến khoản nào mua cây là ok ngay. Okay. Thôi thì chả làm vợ thì thôi đáp ứng cái nhu cầu, cái sở thích của chồng. Vâng, đấy. Mai cho ông ấy về hưu để ông có cái thú chơi. Vâng, quá tuyệt vời luôn. À, một người phụ nữ rất là ngưỡng mộ, rất hiểu tâm lý của chồng đúng không? Thì nhà thì có một hai cái cây nhìn thì nó cũng mát mẻ hơn. Vâng. Cái thứ hai nữa là nhà đẹp này mà không có cây thì đúng không chị? Trong trong két thì có bao nhiêu cây có ai biết đâu, nhưng mà ngoài mà có mấy cây là biết ngay. Thôi thì thỉnh thoảng có người vào ngắm cây nó cũng có cái thú vui. Vâng. Tôi là đàn bà, tôi chả hiểu hiểu gì về cây, nhưng mà thôi thỉnh thoảng cũng có anh em bạn bè của ông ấy đến. Vâng. Thì mình cũng thấy nó vui vui. Vâng. À, vui là những cái liều thuốc bổ rồi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Thôi ông ấy vào hưu chả có cái gì, có cái cây cho ông ấy chơi, ông ấy ngắm, có cái việc ông ấy tưới, ông ấy chăm. Vâng. Tưới cây cũng là một động tác thể dục cho khỏe người. Vừa khỏe cây lại vừa khỏe người. Đây là bác Hữu, tiến sự cũng chia sẻ cho cách để bác lọc sau này. Sau khi tiến sự về rồi thì thời gian sau bác có thể tự cắt. Đấy, bác cứ cắt ở trên, hơi mâm sôi một xíu thôi, hơi đĩa sôi một xíu. Ở gầm thì bác lọc hết. Vươn ra nhưng mà lại có một cái gậy nó chắn ngang mặt mình thì rất là khó chịu. Tay vào chịu làm cũng là duyên kỳ ngộ chứ đéo làm chi. Gặp được chú không gặp chứ đéo mà làm lúc vui có làm ấy, nó đam mê công việc. Cái đầu thối tôi nói với ông ấy cạo này, đây cũng vậy, tôi nghĩ sạch sẽ.
gì đâu. À? Tớ biết phá gì đâu. Ừ. Cái này dạng như gốc ra. Cái này không như trẻ đẹp riêng cái thưa đá. Nó to thì nó phải to. Nhưng mà thưa đá hơn. Cây nó một thần cảnh khác nhau. Nhiều đâu phải là đẹp. Nhiều chất mặn. Phá đi. Đẹp không? Cái đấy nhìn đẹp hơn cây này. Cái này nó sẽ nhiều tiền hơn, nó phải đẹp hơn. Nhìn cái bẹ nó đẹp quá đi. Chú ấy bảo hai cây trầu cái trực này mình nhìn hợp lý là đúng. Cái là cái kia là lằng nhằng. Đúng rồi, xa nó không mà nó không đẹp. Người ta kê bộ ba long trầu trực. Đi em cắt bông rồi em biết. Em đã cắt bông rồi. Hai con mắt như bụng bàn tay. Cây cảnh làm sao mà được sống tự do được. Người thì thi thoảng cũng là đi đánh móng chân, móng tay hoặc là uốn tóc. Và cái cảnh mà như thế này. Mai cắt tóc, mai cắt tỉa. Có đem đường đi, tôi chuyển cho mình bảo. Các ông nhậu bữa bằng tôi đi làm đẹp ốm. Ơ, xốn thì ạ. Phải cái không quá cái đấy. Thế sao chúng tôi làm đẹp được bao nhiêu một năm làm cái đầu có mấy trăm nghìn ông nhậu một bữa tiền triệu mấy triệu. Thế thì em ở quê em cắt xanh cắt cỏ cũng chỉ đi ra cái lúa cắt xanh cắt cỏ cái là mình đi trên đường ấy. Cân được rồi, cân ngoài cắt cũng được.
đến 6 rưỡi. 6:40. 6:40. Ra ngay. 6:30 đánh tới với chú. 30 mấy tới với chú. Chắc chắn luôn. Đi đâu? Ở dưới để cho nó bay. Cắt luôn được vào gốc công ty. Lắng bố bố là ngồi gì? Cắt đi sao? Ngồi đây. Đánh chéo vào cho cắt đi. Đứng giữa làm tâm. Quả này chín chín nó ăn mặn lắm. Cái này có màu ăn không? Bẫy bẫy. Bán 1 triệu con, 100 con. Ông nhà tôi phải mua chín rẻ đâu. Chín thì bán. Còn gì thì nói nhá. Nuôi mọi người mấy chục đồng bào là nó bán đắt chất luôn. Ừ. Con nó bán đắt chất 800 triệu con. Rồi cái giá thương như vậy. Mua về thả đi. Ông hôm cái thằng nào nó bẫy ở cái vườn nhãn như em ấy. Thì em ra vườn nhãn em thấy hai con đấy, mình khách nhã về thằng biết thằng nào nó hỏi đấy kìa. Thế là không kêu mất họ đi em nó là nuôi thì nó nuôi thế là nuôi chết đời đó. Đấy, nó nuôi thằng nào nó đến khi mình giảm cũng như mất cả chim mồi. Tự nó tiêu hết. Nó tự nó dụng, nó chín tự nó dụng. Cái cây. Nhà anh con ông bác ở nhà trên nhưng mà thì còn được. Thì bên Bắc Giang thì gắn nhớ lắm mà. Giá có vải. Có vải cho thằng Quốc thật. Ô, nhiều thằng nó có thuốc hạ. Vâng, lúc này chúng tôi cài bệ đá cây trực xong cho bác Hữu. Thì lúc này bác xịt kích rễ vào và chuẩn bị ủ chăn. Chúng ta đầu tiên chúng ta đè túi cát vào. Sau đó thì ủ chăn cho nó mát. Và đây là cây trực thì ở giữa còn hai bên là hai cây long. Tuy nhiên thì sau khi hoàn thành thì bắt đầu bác mới nhờ máy xe nâng để di chuyển cho nó gọn gàng. Bác Hữu là một người rất chăm chỉ mỗi khi ở nhà. Ui, cho nó tẻ ra tí vậy, nó nhỏ. Các cái đầu rễ, các cái đầu mà rễ mà cắt ấy.
Bác mong muốn sau này chỉ có cắt tỉa cây thôi. Và hôm nay thực sự cũng hướng dẫn cho bác. Vâng. Rồi ok, bây giờ bác cho túi cát bượt vào đi. Nó là ủ luôn. Ngoài ra chúng tôi cũng đang tiếp tục những cây đồi long. Đây là bác gái cũng từng cắt tỉa dăm với bác trai. Nói thế thì bác gái đảm giỏi quá cái gì biết. Đây là quang cảnh nhà bác Hữu. Bác buộc nó vào. Thế, buộc lỏng thôi thì nó sẽ mềm. Rồi, tôi cũng xin kết thúc video này ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Việt hướng dẫn cho bác ạ.